Xin được mến chào và cảm ơn quý khán thính giả đang lựa chọn xem tin tức trên kênh tin tức HTD News. Trong chương trình Thời sự Thế giới ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bản tin đáng chú ý sau đây. Ông Obama thừa nhận sai lầm vì đã không ủng hộ các cuộc nổi dậy ở Iran. Ukraine trao giải 100.000 đô la để bắt giữ chỉ huy phe nổi dậy Donbass năm 2014. Số người chết trong vụ xả súng tại căn cứ quân sự Nga đã tăng gấp đôi. Ukraine đã chuẩn bị nồi hầm ở Kherson, những kẻ xâm lược đã chạy trốn khỏi Berislav. Lữ đoàn 126 của Nga nổi dậy và yêu cầu phương tiện thoát khỏi Kherson. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chi tiết. Ông Obama thừa nhận sai lầm vì đã không ủng hộ các cuộc nổi dậy ở Iran. Vâng, kính thưa quý vị, hơn 13 năm sau, trong bối cảnh các cuộc biểu tình và đình công dữ dội đang diễn ra ở Tehran, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama muộn màng thừa nhận rằng ông đã sai lầm khi không chấp nhận cuộc nổi dậy được gọi là phong trào xanh của Iran vào năm 2009. Nhìn nhận lại, tôi nghĩ đó là một sai lầm. Ông Obama phát biểu vào hôm 14 tháng 10 đề cập đến phản ứng thận trọng của chính quyền thời đó đối với phong trào năm 2009 tại Iran. Mỗi khi chúng ta nhìn thấy một tia sáng, một tia hy vọng của những người khao khát tự do, tôi nghĩ chúng ta phải đề cập đến điều đó. Chúng ta phải soi sáng nó. Chúng ta phải bày tỏ sự đoàn kết nhất định về điều đó. Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ trả lời trên kênh podcast Pod Save America. Một cuộc nổi dậy mới đã diễn ra ở Iran được 30 ngày, bắt nguồn từ cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, dưới bàn tay của các cảnh sát đạo đức Hồi giáo. Ông Obama nhận định rằng khó có thể đoán được trước liệu các cuộc biểu tình hiện tại có đạt được mục đích thay đổi chế độ hay không. Tuy nhiên, phương Tây cần đứng về phía những người biểu tình khi đối mặt với một cuộc đàn áp tàn bạo. Theo ông Obama, điều quan trọng là phải khẳng định những gì họ làm, và tôi hy vọng rằng điều đó mang lại nhiều không gian hơn cho các cuộc đối thoại dân sự, mà qua thời gian có thể đưa đất nước đi theo con đường tốt hơn. Ukraine trao giải 100.000 đô la để bắt giữ chỉ huy phe nổi dậy Donbass năm 2014. Thưa quý vị, tình báo Ukraine đã công bố khoản tiền thưởng 100.000 đô la Mỹ cho việc bắt giữ ông Igor Strelkov-Gikin, chỉ huy phe nổi dậy thân Nga tại Donbass năm 2014. Tổng cục tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine gọi tắt là GUR đã đưa ra một tuyên bố trên trang web của mình, đề nghị trao thưởng một khoản tiền trị giá 100.000 đô la Mỹ cho bất cứ ai đưa bắt giữ được ông Gikin. Cựu sĩ quan tình báo quân đội Nga này bị liệt vào danh sách đen từ lâu mà không được phép trở lại Ukraine. Về sau, ông trở thành một blogger quân sự nổi tiếng tại Nga. Có nhiều bình luận chỉ trích các nhà lãnh đạo Nga trong suốt cuộc chiến của Moscow. Tổng cục tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đảm bảo sẽ thanh toán 100.000 đô la cho bất cứ ai bàn giao Igor Gikin đến nơi giam giữ của Ukraine. Được biết, thì một trong những kẻ khủng bố nổi tiếng nhất của Nga đã quyết định tái tham gia vào cuộc chiến chống lại nhà nước của chúng ta. Tuyên bố của GUR nêu rõ, ông Gikin bắt đầu cuộc chiến năm 2014 ở vùng Donbass khi dẫn đầu một nhóm chiến binh Nga và Ukraine đánh chiếm lãnh thổ Donetsk của Slovyansk vào ngày 12 tháng 4. Năm đó, khi nói về các hoạt động chiến đấu trong những ngày đầu của cuộc chiến với tờ báo Javsta, ông tự nhận bản thân mình là người chịu trách nhiệm chính về hành động của phe thân Nga. Sau đó, ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng của cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk trước khi rời vị trí này vào cuối năm đó. Gikin khẳng định ông ta đã phải từ chức vì bất đồng chính kiến với Điện Kremlin. Ông Gikin hoạt động tích cực trên phương tiện truyền thông xã hội, điều hành một kênh Telegram với 750.000 người theo dõi, thường xuyên đăng tải những lời chỉ trích về giới lãnh đạo Nga trong suốt cuộc chiến. Mới đây, một số blogger quân sự khác của Nga cho hay, ông Gikin đã gia nhập một trong các tiểu đoàn tình nguyện trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Moscow và Kiev. Operation Z, phóng viên chiến tranh của mùa xuân Nga, một kênh Telegram theo chủ nghĩa dân tộc Nga nổi tiếng với hơn 1,1 triệu người theo dõi, tuyên bố ông Gikin sẽ ra quân với tư cách là phó tiểu đoàn trưởng, với điều kiện ông ta ngừng đăng bài trên mạng xã hội. Ngày 15 tháng 10, vợ của ông Gikin là bà Mislava Drekinskaya đã đăng một bức ảnh của chồng trong bộ quân phục. Khi được hỏi ông Gikin đang ở đâu và liệu ông có ổn hay không, bà Mislava trả lời rằng mọi thứ đều ổn và ông ấy sẽ sớm liên lạc trở lại. Cuộc xâm lược toàn diện của Nga và Ukraine sẽ là cuộc chiến thứ 6 mà ông Gikin tham gia.
sau cuộc chiến ở Tunisia, Bosnia, hai lần ở Chechnya và đến nay là hai lần tham chiến ở Ukraine. Các quan chức Ukraine và phương Tây đã buộc tội Gikin vi phạm một loạt tội ác chiến tranh, bao gồm hoạt động khủng bố, tra tấn, giết người và vi phạm chủ quyền nhà nước, theo GUR. Ông cũng bị truy nã ở Hà Lan vì cáo buộc tham gia vào vụ bắn rơi chuyến bay của Malaysia Airlines qua Ukraine vào tháng 7 2014, khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng. Số người chết trong vụ xả súng tại căn cứ quân sự Nga đã tăng gấp đôi. Thưa quý vị, số người chết sau vụ xả súng tại một căn cứ quân sự của Nga ở biên giới Ukraine đã tăng lên 22 người sau khi hai tay súng từ Tajikistan nổ súng liên tiếp vào các tân binh được cho là vì tôn giáo. Các báo cáo ban đầu thông báo rằng 11 binh sĩ đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trên một bãi tập ở vùng Belgorod biên giới Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ ngày hôm qua. Nhưng hiện tại đã có thông tin cho rằng số người thiệt mạng đã tăng lên gấp đôi. Hãng tin tức độc lập SOTA cho rằng 22 binh sĩ đã chết và 16 người khác bị thương. Hiện chưa có lời giải thích cho sự khác biệt trong các số liệu sau vụ xả súng hàng loạt. Bộ Quốc phòng Nga chỉ tiết lộ về vụ nổ súng khoảng 12 giờ sau khi vụ việc xảy ra, cho biết hai binh sĩ tình nguyện đã bắn vào đồng đội trước khi chính họ bắn chết bởi một tay súng bắn tỉa. Vụ việc diễn ra trong quá trình luyện tập mục tiêu, khi một tay súng bắn vào một mục tiêu trước khi anh ta bất ngờ quay khẩu súng máy của mình về phía một đám đông binh sĩ đang đứng quan sát. Một tay súng thứ hai đã sử dụng một vũ khí khác để bắn vào những người lính. Họ đều là công dân của một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ không xác định. SOTA cũng đang báo cáo rằng kẻ tấn công thứ ba hiện đang chạy trốn sau vụ việc. Quan chức Ukraine Oleksiy Arestovich, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã có tranh chấp về tôn giáo trước khi xảy ra vụ xả súng. Các tay súng được cho là đến từ quốc gia thuộc Liên Xô cũ Tajikistan và nằm trong số quân dự bị được huy động tại một căn cứ quân đội ở vùng Belgorod, giáp biên giới với Ukraine. Tajikistan là một quốc gia chủ yếu là người Hồi giáo, trong khi khoảng một nửa số người Nga theo các nhánh khác nhau của Cơ đốc giáo. Ukraine đã chuẩn bị nồi hầm ở Kherson. Những kẻ xâm lược đã chạy trốn khỏi Berislav. Thưa quý vị, cố vấn của người đứng đầu quân khu Kherson cho biết, những kẻ chiếm đóng đang trong cơn hoảng loạn. Theo hướng Kherson, những kẻ xâm lược đang hoảng loạn. Họ đã chạy trốn khỏi Berislav và đưa ra những người bị thương của họ ra khỏi đó. Trong tương lai gần, quân Nga đang đứng trước một nồi hầm quân sự mới. Sự tiến bộ của lực lượng vũ trang Ukraine là điều tất yếu. Sau khi Klan, cố vấn của người đứng đầu Kherson, đã nói về điều này trên kênh truyền hình Freedom TV. Ông Klan nói, hôm qua, những kẻ xâm lược bắt đầu hoảng loạn. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi ở khu vực Berislav vừa bắt đầu thực hiện một cuộc tấn công nữa cho những kẻ xâm lược. Và đây là bước khởi đầu của việc hoàn thành các hoạt động phản công, bởi vì Berislav và Vesele là những mục tiêu chiến lược. Lực lượng vũ trang Ukraine của chúng tôi đã phá hủy hai hệ thống phòng không ở quận Berislavsky ở Kharkovka, và họ đã làm việc rất tốt với ngành hàng không. Người cộng tác Shremosov bắt đầu hoảng sợ, anh ta bắt đầu nói lắp. Tuy nhiên, điều chính không phải là người cộng tác Shremosov nói lắp một cách hài hước vì sợ hãi. Theo lời cố vấn của người đứng đầu Kherson OVA, điều quan trọng hơn là sau đó kẻ phản bội đã phóng xe về phía Janicek. Chúng tôi hiểu rằng các đặc vụ FSB tất nhiên sẽ trả anh ta lại từ đó. Cả anh ấy và Sando, nói chung Sando cũng thú vị bằng cách nào đó. Ông Klan nói thêm rằng và lưu ý rằng Shremosov là một tên hề lặt vặt. Các nhân viên thu ngân và cộng tác viên nhận thức rõ về tính không thể tránh khỏi của một cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine. Tất cả những gì còn lại cho những kẻ xâm lược là chạy trốn. Ở đây chúng tôi sẽ quan sát ngày hôm nay và những gì đang xảy ra ở đó giữa những người làm nghề và cộng tác viên. Hoảng sợ, tất nhiên, hoảng sợ. Họ hiểu rằng không thể ngăn cản bước tiến của lực lượng vũ trang và Berislav đã được che đậy rất kỹ. Việc chuẩn bị pháo binh cũng vậy. Bạn cần hiểu rằng họ, những kẻ xâm lược, cần phải nhanh chóng thoát ra nếu muốn sống sót. Sau đó hãy tiếp tục chạy trong một cử chỉ thiện chí. Ông cũng giải thích điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi lực lượng vũ trang Ukraine đánh bật quân Rasid khỏi Berislav, một khu định cư bên kia sông, nơi tọa lạc của Novaya Kharkovka. Nhưng người đứng đầu của khu vực Kherson, ông Klan, đã lưu ý, những người chiếm đóng đã hiểu rằng họ sẽ không thể kháng cự, vì vậy họ đã hạ gục những người bị thương. Cho đến nay, họ có thể di chuyển dọc theo một số cây cầu mà họ đã làm trên đập của nhà máy thủy điện Kharkovskaya. Nhưng lực lượng vũ trang Ukraine của chúng tôi đã khống chế bằng hỏa lực.
khi những người bảo vệ Ukraine nắm quyền kiểm soát Berislav và nhà máy thủy điện, họ sẽ có thể giải phóng lãnh thổ khỏi những kẻ xâm lược cho đến tận Davyevka, ông Klan nói. Và phía sau Davyevka, tức là Kherson, cách đó 20 km, những chiếc áo choàng sẽ nằm trong vạc dầu. Theo ông thì các vị trí của những kẻ xâm lược đang trở nên vô giá trị, và khi lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát hoàn toàn sự di chuyển của quân xâm lược trong khu vực nhà máy thủy điện, họ sẽ có thể chiếm đóng lãnh thổ Kherson cho đến tận Davyevka. Lữ đoàn 126 của Nga nổi dậy và yêu cầu phương tiện thoát khỏi Kherson. Thưa quý vị, các công binh thuộc lữ đoàn 126 của quân đội Nga công bố một đoạn video về tình hình chiến tuyến ở khu vực Kherson. Hóa ra là họ không có thiết bị quân sự để tiếp tục chiến đấu. Họ thực sự có vũ khí kém. Kênh AFU Stratcom Telegram đã thực hiện bài đăng này. Quân đội Liên bang Nga đã công bố một đoạn video kéo dài hơn một phút. Hàng chục lính Nga đang cố gắng cần khán giả để cầu cứu vì nhận ra họ đã bị bỏ rơi. Những người đàn ông tuyên bố rằng quân đội thứ hai của thế giới đã không cung cấp cho họ đầy đủ thiết bị quân sự. Vì vậy, họ chỉ có một chiếc xe bọc thép cho 80 người, có thể chở không quá 16 người. Do đó, họ nói, mọi thứ đều giúp ích một chút. Họ đang yêu cầu xe ô tô, tốt nhất là xe bán tải SUV. Các chiến sĩ quay video được huy động từ lữ đoàn 126. Hóa ra họ gia nhập quân đội ở Crimea và chiến đấu ở vùng Kherson từ những ngày đầu của cuộc chiến. Công chúng Crimea đã cố gắng gây quỹ để giúp quân đội này chạy trốn. Tuy nhiên thì cư dân địa phương dường như không có ý định giúp đỡ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btva@gmail.com. Một lần nữa thì đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Quý vị đừng quên nhấn vào chuông thông báo và nút theo dõi để nhận được những tin tức mới nhất từ tình hình chiến sự tại Ukraine. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.